8 sen. Đây thực đơn nè. Ếch, lươn, gà, cá lóc, cá linh. Ngồi đây ha, đi ra riêng ngoài ngoài. Đó đi ra thùng đi. Đi. Đi ai ở lại kêu đoạn vậy? Để một người ba hay. Đi đi. Ba đứa con, ba đứa con ra thùng đó đi. Ăn gì tự á? Ừ đâu rồi, đơn cái gì đó. Chuột chiên nướng đó. Hả? Ăn chuột ăn gà, gà xíu muối ba tầm. Gà xíu muối là sao? Kêu bỏ. Đi. Chứ bây này ăn cá không cái là không ăn cá được đâu nha. Chuột chiên gà đó. Cơm cơm chiên hải sản thằng nữa ha. Sao 7 người. Rồi. Bằng rồng. Đây là cả nhà, rộng, chỗ này cũng rộng lắm. Đây khu ẩm thực. Đây nhà nấu. Ẩm thực đồng sen, phải toàn là sen không? Ba đứa nhỏ vô đây, qua đây trước rồi nè. Đi chơi rồi buồn quá cái. Nãy đi trên cầu nó nắng chá nó muốn té luôn. Đó coi. Con gái nè, buồn hiu. Say nắng rồi. Trời lá mát. Bi là chỗ này quá trời. Ừ. Tạo gì chỗ này quá trời. Vậy chơi game chạy chạy hay chơi. Được mười mấy 20 cái chòi vậy.
Nào nằm giống nước qua đây nằm. Ở tầng đó lại. Tầng với ở tầng. Mẹ cái trò này nó gần sạch luôn rồi. Cũng gần hả? Coi. Ngoài kia có cái cầu nữa. Ngoài kia đẹp hơn rồi má ha. Quá xa quá. Đấy, dắt sáng đó. Rồi. Đi đã. Trồng dừa rồi, đã nhìn đã. Này mới sao này vài năm nữa rồi mới đẹp nữa. Sao nghiêng đó mẹ. Uống bả đi dập đường ghé đáy mà. Đồ ăn tới rồi. Ừ, dọn ha, dạ. Wow, gặp lại này hả? Gọt ra, gọt cái lưng xuống nha. Cá này nhiêu? 150 vậy? Cá này cái kiện ký gì? Ký vậy không? Cái lóc này 150. Cái này nhiêu? Gọi cá nhiêu? Bên hậu thạnh nướng nha. 150 gấp ha. 150 lên ha. Nó nướng trong gấp. 150 cả nhà. Sắc lên lột da lần lần. Cái lóc này 150 chắc chừng ký đồ. Cái lóc nuôi. Đây gỏi khô cá lóc với gỏi sen 150. Còn cơm chiên này 150. Là ba cái nào cũng 150 hết. Bốn cho cái này có cái 200. Cái này 200 là 500 đó. Cá nó 500. Kim nhiều cái này kim nhiều quá. Kim nhiều cái rồi quậy. Rồi quậy để vô. Tại sao mình bị quậy ăn mà kéo không tan lên trời. Khô hai cái món đó không hợp rồi đó. Đã cá cá lóc này khô cá lóc nữa. Mình phải kêu món thịt món gì cái không có thịt gì đâu á. Nhỏ đi nãy giờ đói rồi giờ cháp rồi cả hai nhỏ rồi. Hai nhỏ cháp cháp. Em người lật cá ra em chẻ dọc xuống em. Lật phát em. Trời lật đứng lên. Lật đứng lên cái lấy đũa gọc dọc xuống. Ừ. Giờ lấy đĩa rồi gạch xuống gạch á. Ừ. Đó. Rồi banh ra hai bên vậy cái ai ăn gì vậy? Đó gái rồi không có da đâu chứ. Gái đi ăn được 1 ký 4 chắc vô đây ăn thấy bà. Cũng được thêm có sao đâu mình thêm mình đói mình thêm. Nói du lịch mà mấy ông nội. Nói gì trời khổ tại quá trời khổ. Nhiều quá. Bên ăn du lịch là chỉ ăn cái gì thôi. Còn cái gì là 80 ngàn. À, nó nướng vô cái cây sắt rồi nó lột ra sẵn hết nó. Ôi, nó chém rồi. Cái chén cái nó gối cái luôn à kiểu hành nó gối luôn. Nước không. Mời cả nhà thưởng thức cùng gia đình mình nha. Ngon nó ngon dễ 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 đừng có rút nhiều lại. Không mà nếu ra không ăn thì chưa biết không ta. Rồi đó không biết chở mấy nhỏ qua đi ăn tô tiếu chưa đi vào tháp. Mà đi chở cho anh biết hủ tiếu mắc không ta. Nước con. Nước vô. Nước nè. Rồi bỏ đi Nam ơi, kết thúc đi. Ăn cái men nè. Con lá húng nè mẹ. Cơm đó rồi. Nói chứ quậy đi ăn cơm mà. Ăn cơm. Phải không phải ăn kiểu ăn cơm. 500 ngàn tôi mua mấy dịch cho chịu tự ăn đã tính luôn. Sao ngon rồi này. Giờ đói ăn này ngon nè. Rồi cái cơm ngon á. Đói ăn cơm ngon. Trời ơi quên nữa. Chưa có ăn hết cơm, định gốc mắm vô rồi.
Bỏ lại hết biết không? Bỏ lại hết. Đủ đều trên này đến nước tương rồi đó. Có gửi còn ở dưới gửi qua mắt. Ừ, dưới gửi cây ngót vậy nè. Khô nhiều. Rồi lâu ăn bữa mà. Lâu đi hoài rồi mỗi lâu lâu ngâm nhớ chút lát. Củ sen một 20.000 một sĩ, 40.000 chai này. Làm còn 20 cái đó, cái không à? Mà cái nhà làm với anh em mình lia 20.000 sĩ để uống sao đây củ sen nha. Vì Đồng Tháp quá nổi tiếng cái gì người ta cái gì Đồng sen á. Không phải cái sen cái gì đó. Tủ bên này. Hồng sen tủ. Vậy. Đây kim này cũng tay. Đại nước cũng muốn hết rồi, từ nước cát rồi, như đó vậy, nước không cho nước mà. Ăn miếng bán gì là ta phải lấy nước nè bạn. Nước thì có miếng gì rồi, bởi ra là ta thấy nước đồ đồ cắt ra là phải lấy thích trà đá cho người ta rồi. Này này kia gì uống nước, mà đó thì kêu bà lấy nước hết nước rồi. Chứ còn ấy gì vậy đó. Bốn năm món nữa cái đó dám khô á. Vô. Vô. Tôi hai mày. Vô. Cay chứ bộ. Mạnh á, ngủ mạnh á. Hai mày con vô lắm mà. Sao đi đâu. Muốn chạy vô nóng mà tử luôn à. Nóng không? Nóng gần luôn á. Ừ, nóng luôn á. Ừ. Gói này cũng rất là ngon á. Nó sen đã. Được không gái? Ăn gói sen gái. Lúc ăn cái gói sen chua chua ngon lắm. Mất đầu rồi, đi bệnh rồi. Mặt nắng rồi. Thôi uống vô bệnh như thuốc qua là đền uống. Rất chua chua ngon ghê. Ở đây với Tân Thạnh dầu dữ lắm sen nè. Tao thấy nhổ đi bán. Ở đây hình như muốn ít hơn với Tân Thạnh nhé. Đây đó, từ đâu nữa. Có cánh đồng này nè. Cái lá sao đâu rồi. Ăn đi. Thì gỡ đó không có xương trong cái này đâu, có gì đâu mấy đường nướng mà. Gỡ mắt mắt đó thôi. Giật đầu giờ giật cái đầu không ra. Tóc. Thôi nào, thua. Có lắp đi mới đi Đà Lạt mà cái đầu cũng cá nha. Hai ba đòn vô mà cái dọn mâm bự nữa bà đi thì đó chứ có yên ta. Thằng này nhắm cái đầu kia nhắm cái đầu thấy ruột rồi ngồi đã đài không nào đem bỏ trong cái sọt luôn. Cũng biết ruộng đấy. Mà nó nướng nó phải nướng vậy. Đó cầm đũa ngộ tại. Cầm nhẹ. Thôi thì nó ăn đũa quên rồi. Rất hay ta. Ông ngoại cũng làm vậy á, ngoại làm vậy. Ừ. Cái này cầm quen hay gì chứ. Cầm nhẹ cho các em. Tôi cầm chiếc ngốc. Cầm đũa giống Tự Thiên quá à. Ngon chưa? Bên lưng đỡ ngon. Đưa lỡ. Ăn cho lửa. Bây giờ đừng dùng cá nướng. Rồi cả nhà xong quá chiến trường rồi, giờ đi về cả nhà. Trưa nắng giờ đi về luôn nè. Đây phà qua rước mình nè. Lên đường. Ốc gì anh? Ốc nè. Rồi để đó đi hồi em đem thôi. 4 ký nha. Rồi. Rồi đâu xe đó đem đi. Hết rồi đủ rồi. Ốc vàng, ốc kia. Ốc
lên đường.